Hello, hello, hello. Hello anh. Nghe em. Nên là nói thời gian gần đây thì em ít tham gia, nhưng mà thấy có nhiều cái em thấy nó buồn cười mà em lại hay để ý nữa. Thế nên là đọc báo mà cứ thấy cái vụ mà người Nhật người ta xin lỗi thì buồn cười lắm. Như hôm vừa rồi ở bên Nhật đấy, không biết là nó tổ chức cái giải đua cá toàn quốc. Mẹ cá nó bơi thế là nó không biết thế này nào, hình như nó va chạm vào trên đường đua sao nó chết cả loạt. Chả thấy đứa nào nó lên án thế này thế nọ, nó môi trường thế này thế kia, chả thấy đứa nào nên nó nói gì cả. Nạ thật. Cái vụ Nhật cái này nó nói chung là liên quan tới cái bộ mà dập đầu xin lỗi, nói chung cái đó là cái nét văn hóa của Nhật đó, đúng không? Thì anh ở đây anh là gốc gì thế này, anh cho rằng đúng văn hóa của Nhật, nhưng mà cái văn hóa nó đã lai căng rồi, và thậm chí nó lai căng của tụi phương Tây rồi là gì, nó mang cái tính mị dân trong đó rất là cao. Chứ còn văn hóa của Nhật á, nó làm như vậy nè, thật sự nếu mà cái tay chủ tịch nó làm như vậy á, thì độ mình mới nã này. Chung nhớ ngày xưa mấy cái phim mà samurai không? À đúng rồi, bộ bố đúng không? Đó, còn có làm sai phạm mà cảm thấy mà độ có lỗi có gì đó, mẹ ngồi xuống tháo khăn ngồi xuống làm đúng bài văn hóa Nhật luôn, chơi cái con ra rồi mới rảnh tục cái đó mình mới để ông này, đúng không Việt Rai? Chuyện ông bài của chơi căng quá mà, đúng không? Mà bây giờ hỏi Việt Rai mọi người công nhận với Thơ Quang đúng cái đó là cái nét văn hóa của Nhật từ xưa đến giờ không? Tinh thần gọi là gì? Tinh thần samurai đúng không? Mình nói về cái vụ gặp đầu xin lỗi mà mình nói về lịch sử tí xíu. Ở Việt Nam mình hồi xưa thì thôi chắc nó xin lỗi mệt à. Đúng không? Qua Việt Nam biết bao nhiêu triệu người chết cũng vì mấy cái thằng ma này, phải không? Qua vậy mà một đám nó không nhìn ra, éo mẹ nó công nhận kinh. Thì đó tức là nó cổ suý, nó nhồi nhét cho cái vấn đề gì, phải không? Cũng từ cái cuồng Tây mà con người ta nó ngu muội không biết nhận đúng ra cái gì đúng, cái gì đúng cái gì sai. Cứ thấy nó như vậy là ok, cứ thấy nó như vậy là số 1 đó. Giống như Việt Rai nói đó, mẹ giờ kể tội nó ra thì bây giờ nó kêu ôi tôi đừng nói đó là sai lầm lịch sử, rồi giờ thôi dập đầu xin lỗi xong tào lao. Giống như cái vụ mà cũng từ cái vụ mà gì Fukushima đó, sóng thần động đất rồi mấy cái lò nguyên tử rồi mà bây giờ anh thấy nó xả nước ra ngoài biển không? Thế có một cái thằng nào mà quá lên tiếng mà quá này kia nọ, im hết, im như hến. Mở cái đó mà thử Việt Nam mình thôi một tí thôi, đừng có nói là nguyên tử nguyên tí con mẹ gì thôi thì chắc luôn mà nó dậy tê tê. Mà anh thấy không, giống như là Fukushima thả ra ngoài đó, nước thả ra ngoài đó nè, rồi bây giờ cá mú gì nó tổ chức bơi lội gì giống như Trung nói chết nè đó, không thấy ma nào lên kể đó. Ở Việt Nam phải thí dụ cá chứ có 100 con nó chạy ra chợ nó mua thêm 200 con nó đổ vô, nó đổ vô xong nó chụp hình nó quay phim nó lại chìm. Nó xuống đường nó vẽ băng rôn, chúng có nhận không? Còn nó cầm cá ví dụ nó chụp ở đây 5-6 con, nó quăng ở kia 5-6 con, quăng chỗ này chỗ con, nó làm cho cái địa hình nó rộng ra rồi nó bao la bắt ngát ra thêm gì. Mẹ nó thiệt tình đó, càng nói càng bố mày cái đủ cái tụi chọc quấy thì có chung. Em thì mình thì nói thật là em không biết cái có nghĩa là các chuyên gia, các nhà khoa học của Nhật Bản thì người ta công bố là như thế, có nghĩa là công bố là do cá nó bị thiếu oxy gì đấy, mình không biết. Nhưng mà em thì hôm trước em thì ngồi nói chuyện vui mấy anh em bảo là mẹ các ông chả có tìm hiểu đâu, hôm đấy là Nhật nó tổ chức giải đua cá toàn quốc, cá to cá nhỏ đấy đấy, nhưng mà cái đường đua nó hơi chật đấy, đường đua nó hơi chật, thế là trên đường đi là không may nó va chạm giống kiểu đua công thức 1 đó mà. Thế là bóng hả? Đấy, thế là nó mới bị thế thôi, chứ còn có phải là do vấn đề này vấn đề kia đâu, không phải đâu. Chẳng qua là không may là nó giải đua nó đường nó hơi chật, thế không may là nó va chạm với nhau thì nó lăn đùng ở đây cả loạt. Thế chính phủ người ta chả bảo là nó không ảnh hưởng gì, người dân người ta vác về người ta ăn người ta bán đấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì đúng thật đấy, ví dụ như cái vụ Formosa ở Hà Tĩnh anh có nhớ không? Nó làm loạn lên đấy chứ không phải đùa đâu. Cái này dĩ nhiên ở trong đó là có một số bà con mình là cũng bị lôi kéo kích động đấy, nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cái nhận thức về hành vi. Mình cứ nói là nhận thức về hành vi thì mình xem xét cái hành vi đó, nó mình thực hiện cái hành vi đó với mục đích gì, và khi mình thực hiện như vậy thì mình sẽ đạt được cái kết quả gì đấy. Và cuối cùng là kết quả nó có một số thành phần thì không trốn cũng đi tù, đúng không ạ? Bây giờ rất rõ ràng là bây giờ cái vấn đề mà các anh chặn quốc lộ nó là sai rồi. Ở Nhật đấy, ở Nhật có em Thủy, người yêu của em ấy, chả thấy em Thủy em lên tiếng cái vụ đấy nhỉ? Chả thấy cái này phải nhờ cái này phải nhờ tình báo Hoa Nam, nó cài cắm trong đó coi tình báo Hoa Nam có lấy được tin tức gì không. Nhưng mà cái tình báo Hoa Nam của mình sao chắc được, anh em không trả lương đầy đủ hay gì đó rồi, dạo này thấy có vẻ bất mãn lắm, không có đi thu thập tin tức gì hết. Coi sao em thấy đâu là khoảng 10.000 hơn 10.000 tấn cá đó, nếu mà nó mang ra đường nó rải chắc nó rải cả một con cao tốc luôn đấy, không phải đâu, kinh lắm ấy. Nhiều lắm, buồn cười. Theo dõi mình không theo dõi, không lên mạng, không để ý những cái thành phần mà vớ va vẩn, nó đúng mình xếp vào cái loại vớ va vẩn cái loại rồi bắt que sỏ ná thì mình đỡ buồn cười, nhưng mình lên mình theo dõi thì mình lại thấy nó buồn cười ở chỗ là cái người đưa lên đó thì nó có chủ đích cả rồi, thế nhưng cái người ngồi dưới để mà vào một Azure theo thì nó lại nhận thức nó lại không lẽ nó lại kém đến như vậy. Không lẽ là đi mấy chục năm nay rồi, học hành cũng đến nơi đến chốn đấy chứ, có phải hay là sang đấy thất học không biết. Nhưng mà cuối cùng rồi đến có những cái mà mình thấy nó quá là buồn cười luôn. Nó nhận thức cùng một vấn đề thôi nhưng mà nó buồn cười lắm. Thế nên là em bảo là thôi thì cứ cúi đầu xin lỗi như người Nhật, tức mẹ tao cúi đầu tôi xin lỗi cả ngày cũng được. Rồi chung với anh Thơ Quang nhớ tụi Nhật nó còn có một cái mấy cái ngày hội nó đi giết cá voi không? Có đấy, người Nhật nó còn có cả cái làm cái nó gọi là nó giết gấu để nó lấy cái tay con gấu á. Cái món ăn đó là món ăn từ tay con gấu ở bên Nhật, nó cho phép mà. Mẹ cha nó đó, nó chơi mấy cái chiêu, nó chơi mấy cái trò vậy đó, mà mấy cái đám tôi đó nó đâu có nói đâu. Nó giết cá voi mỗi một lần. Đó là văn minh, văn hóa. Là một vùng biển là máu không á, nguyên một cái vùng biển đó là đỏ hết, là máu không là máu. Điều đó là văn minh, văn hóa. Đâu có nói năng gì đâu. Ở thằng Nhật á là chúa làm màu, mẹ nó mị dân, chúa làm màu và mị dân. À, trong khi cái ở đây để biết con chim nào nó bay đâu, nó ỉa ra cái hộp dưa hấu, nó mọc lên cây dưa hấu giữa con lương của đường đi ra trái dưa hấu. Trời, nó huy động lực lượng cảnh sát tới giải cứu chứ, giải cứu trái dưa hấu. Nói vậy mà cũng đủ khen văn minh không, nước Nhật người ta đất nước người ta trọng tới nỗi một trái dưa hấu người ta cũng trọng cái gì cái cuộc sống của cái trái dưa hấu đó nữa không? Bảo vệ môi trường, bảo vệ nó coi trọng và nó bảo vệ quả dưa hấu hơn là cựu tổng thống của nó nha, cựu thủ tướng của nó đó. Cả thế giới nhìn vô lắc đầu luôn, ghê thật, ghê. Ở Việt Nam mình mà công an mà ra đường làm việc đó thì thôi, ngày mai nó tế sống 7 đời. Thuế của dân, xài hoang phí thuế của dân này kia nọ. Các kiểu anh ơi, mình nói đúng rồi. Căn bản là cái đất nước mình nó trải qua cái chiều dài lịch sử, nó lại mang yếu tố là bị xâm lược và bị cái tàn phá chiến tranh nhiều quá đi. Thế nên thành ra là khi mà đất nước mình phát triển có vẻ như là cái trình độ nhận thức ấy, hay mình cứ nói là dân trí đó, mà những cái thành phần bên kia nó hay gọi là đi khai dân trí đấy, có thể là nó vẫn chưa theo kịp hoặc là thậm chí nó chưa đáp ứng được với cái thực tế xã hội. Thế thành ra là có một số thành phần thì nó ảo thì nó cũng ảo thật đấy. Ui rồi nó lên mạng nó phán xét kinh đó mọi người, ui rồi mẹ nó suốt ngày nó đòi làm sạch không gian mạng, em sợ từ hôm giờ em có dám lên mạng đâu, sợ không may nó quét phát trúng đầu ấy, vỡ đầu. Rồi làm có khi nào mấy thành phần nó bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc màu da cam chung. khả năng là nó ăn chất phóng xạ chứ da cam. mấy thằng đấy khả năng nó ngậm chất phóng xạ ở trong người cũng nên đi. Bố đi sư nhiều khi à, cái kèo này mới vui nữa là chung nè à, lòi ra rồi cái bản chất xạo lá của bố Mỹ của tụi nó, người ta mới bóc phốt, tức là một tờ báo của Tây Ban Nha, của đất nước Tây Ban Nha, họ lên họ phản kháng lại cái vấn đề là cái ông gì bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, cái gì Lloyd Austin đúng không Việt Rai? Dạ ông Lloyd đúng rồi, Lloyd Austin. Lloyd Austin là cái tay đó là cuối cùng loại ra là gì chung biết không? Bậy không nhét chữ vào mồm người ta, tự nhiên đi tuyên bố là thằng Tây Ban Nha là một trong 10 quốc gia tham gia vào khối bảo vệ thịnh vượng, cái vụ Ijemen nói chung nhớ không? Biết không? À rồi thằng Tây Ban Nha lên nó cự, nó nói đụng tao đâu có ý biết cái gì đâu, tao đâu có tham gia gì đâu, mà tự nhiên bây giờ mày kêu tao là tham gia trong cái nhóm đó. tao đâu có đồng ý, tao đâu có biết cái gì đâu. Ủa nhóm đó là nó làm vậy gì em không rõ vụ đó. Tức là cái vụ đó là cái lực lượng Houthi ở Yemen đó anh. À, người ta phản người ta khóa cái biển đỏ, có nghĩa là tất cả các cái phương tiện mà nó liên quan đến các nước mà ủng hộ cho Israel mà tấn công vào Palestine ở giải Gaza. Là nó nếu như mà Israel còn tấn công thì nó sẽ phong tỏa biển đỏ và nó sẽ tấn công tất cả những cái tàu mà ủng hộ cho Israel. Chung quy là em đọc báo với này theo dõi các thông tin kể cả báo của CNN hay các thứ em vẫn đọc thì em thấy là ví dụ như Nga này hoặc Trung Quốc, chung quy là các nước mà người ta không ủng hộ cho thằng Israel mà tấn công vào giải Gaza giết dân thường thì nó cũng không chặn tàu đâu anh, nó chỉ chặn những cái tàu mà liên quan đến Israel thôi. Mà tụi đó thế thì Yemen đúng không? Tụi đó là đa số là tụi lực lượng Houthi ở Yemen á, thì cái lực lượng này á, thì nó thì vũ khí nó cũng thô sơ thôi chứ nó không hiện đại như Mỹ đâu, nhưng mà Mỹ huy động một mớ vô và thành lập một cái trận đánh mà huy động lực lượng mà nó đặt cái tên hay lắm anh, giống như kiểu là trước đây nó đánh Afghanistan hay các thứ là Syria các thứ, nó đều có những cái tên của nó, và cái này là nó đặt tên là cái gì vì thì đó thịnh vượng chung cái gì đó bảo vệ thịnh vượng chung, thì chung quy là nó không định bem cái thằng này, nhưng mà cái thằng này thì nó không sợ, thằng này nó không sợ, nó tuyên bố là mày bem tao tao bem lại thằng thôi chứ mày... kiểu giống như là nó chơi kiểu giống như là cùi sợ lỡ vậy đó. Nó chơi đủ các kiểu, nó chơi giống như cướp biển, cướp tàu hay là khủng bố kiểu gì nó cũng chơi đó. Đó, thế nên là cái lực lượng mà tham gia thì lúc đầu có mấy nước thôi, sau dần dần lên cao, xong bắt đầu là cũng huy động tàu này kia. Thì ông Mỹ này thì ông giống như kiểu từ xưa nay ông chuyên đi chỉ đạo mấy thằng đàn em rồi, nhưng mà dạo này mấy thằng đàn em nó cũng có lông có cánh rồi, chung quy là lông tơ mọc rồi, thế là nó bảo đó, thế mấy thằng đàn em là lông tơ bắt đầu nó mọc rồi, nó bảo em mày đánh chứ mày kéo tao vô chi đó, rồi cũng tức cười. Nhưng mà mình thấy cũng hay, chung quy là nó đặt ra những cái tên nghe nó hoành tráng thiệt. Công nhận em ta để ý là từ xưa nay trước đây mình cứ hay nghe, hồi trước mình không có biết anh, thì mình thấy bảo trời ơi sao nó hay vậy, nó đặt toàn những cái tên chiến dịch rất là hay nha. Nó làm giống như kiểu là nó Việt Rai kiếm được mình kiếm được cái này rồi nè, không phải là một mình Tây Ban Nha không đâu, Pháp Ý luôn. Pháp Ý nó cũng đâu có tham gia, nó rút mà anh. Pháp Ý sao nó rút này? Tây Ban Nha từ chối gia nhập liên quân, từ chối mà ra biển đỏ của Mỹ. Đó, từ chối tụi nó rút tức là bây giờ vấn đề là tụi nó từ chối, tụi nó rút. Nhưng mà còn cái ông Tây Ban Nha, tức là ông Ức, ông Quang Ức, ông không có mấy con mẹ đó. Tự nhiên thằng Mỹ công bố là có trong đó có Tây Ban Nha nữa, việc này hiểu không? Tự nhiên là tức là chưa xin lỗi nữa rồi. Tức là ông Mỹ ông chẳng có nói chuyện gì với ông Tây Ban Nha hết á. Rồi tự nhiên ông giận lên ông thông báo với thông cáo báo chí với truyền thông là có ông Tây Ban Nha nữa, bởi ông Tây Ban Nha ông tức. Thực ra gì ông Tây Ban Nha ông sợ người Japan nó bem. Hiểu không? Ông không sợ gì bên, cũng phải tao đâu có chơi đâu, tự nhiên mày bem tao, đúng không? Tao đâu có biết gì đâu, tự nhiên bây giờ mày bem tao tự thân Mỹ luôn, nó muốn đưa tên này không nó đưa cho tao có biết gì đâu. Nghĩ là rằng là ông Mỹ nào ông tính ông đưa vào là cái câu chuyện đã rồi á anh hả? Như kiểu cài thế người ta vào câu chuyện đã rồi, nhưng mà trước đây á thì Trước đây thì bọn nó còn nghe, bây giờ xã hội mình nhìn vô một vòng thì mình thấy cơ bản là các nước bây giờ nó cũng gần như nó mang tính là nó vì lợi ích của nhau cả thôi, chung quy về lợi ích cả nhau thôi, chứ còn nếu mà để nó bị thiệt hại thì chắc chắn là không thằng nào nó nhận hết á. Thế nên là anh để ý thấy thằng Mỹ có bao giờ mẹ nó đi đánh mấy nước vừa kể cả như Việt Nam mình, thế nó cũng lôi một bầy đàn vô chứ nó có đi mình đâu. Mà thằng Mỹ là nó rất là khôn, đó là nó kéo tất cả những cái cuộc chiến nó ra rất là xa với lại biên giới nước Mỹ, và nó vẫn nhân danh là nó đi bảo vệ công lý hòa bình thế giới, rồi nó bảo vệ an ninh an toàn nước Mỹ là tùm lum con mẹ gì hết, nó đi đánh tùm lum hết, rồi nó lấy tên những cái chiến dịch như bảo vệ hòa bình rồi là cái gì đó vì thịnh vượng chung, rồi nghe nó kinh khủng lắm. Bảo vệ thế nên là chủ rồi đúng không? Bảo vệ nền dân chủ rồi. Anh Thơ Quang với Trung biết còn anh nào nữa rút ra mà không muốn tham chiến tham gia nữa không? Còn anh này là thằng nào thân cận với Mỹ dữ lắm đó nha. Anh nào nữa? Úc à? Ừ, Úc cũng rút luôn mà nó nể rồi, nó chỉ gửi có 6 thằng à. Đưa chỉ có 6 thằng lính tới giống như là làm thợ vĩnh đồ này kia vậy thôi, chứ không có gửi tàu bè gì hết. Bởi vì Houthi nó tuyên bố mà để cần biết đó là già cùi không sợ lỡ mà người ta hiểu không? Yeah. Mà cứ nghe hơi cái thằng nào có mặt đầu con có tên trong danh sách là đủ nó quất. Mà bây giờ hỏi chứ cái lợi ích giống như Trung nói, cái lợi ích được hàng hải bây giờ nó đầy thì tàu bè của các quốc gia nó phải buộc nó phải qua lại để làm ăn chứ, bởi nó không làm ăn nó đó thì sao mà qua làm ăn thì đủ anh Houthi nó biết à mày đi theo phe Mỹ nè, quất mày đúng chưa? Dạ, không cần biết ví dụ như mày cứ tàu nào mò vô thằng này đồ á chung mâm với thằng Mỹ nè, chung mâm với Israel nè, quất mày mà ác cái đồ cửa ngõ nó chỉ có cửa đó hả? Rồi cái đường hàng hải biển đỏ quan trọng lắm đó anh. Thì đó đúng rồi anh, bởi vì là nếu mà nó rất là quan trọng về kinh tế cho các nước bên nó chiếm đó khoảng 20 đến 22% cái lượng vận tải toàn thế giới á. Mà nếu như mà nó mà không đi qua biển đỏ mà nó vòng qua bên đằng Nam Phi các thứ thì nó mất thêm khoảng 14 ngày. Có nghĩa là chi phí của nó tăng cao thì mặt hàng hóa nó sẽ tăng cao, và nó sẽ xảy ra tình trạng là cái mặt hàng nó sẽ khan hiếm và nó đắt đỏ thôi, có gì đâu. Nói chuyện này thì nó cũng hết sức bình thường thôi. Thế nên là khi mà các cái lợi ích của các quốc gia qua đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ có một công ty gì mà vận tải rất là lớn nhưng đứng đầu nhất nhì thế giới của Đan Mạch nó cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Tôi là em thấy là Mercedes mệt gì đó thì đó mình thấy là chung em để ý thấy là rõ ràng là các nước với nhau đó, kể cả EU hay NATO thì nó cũng xuất phát từ cái lợi ích chung thôi. Khi lợi ích nó bị động chạm thì chắc chắn là bọn nó sẽ tìm cách lý do này lý do nó phán thôi, chứ nó không dạy gì nó dây vào mấy cái thằng biên như mấy cái thằng Mỹ. Em nói thật với anh đấy, mình nói thì nó quá đáng nhưng thực tế nó như vậy. Ông toàn lấy cái trò mèo đó ông đi áp đặt này nọ không. Thằng Nga với thằng Ukraine thì ông cứ suốt ngày ông đòi bỏ phiếu, ông bem thằng Nga lên Liên Hợp Quốc ấy, ông bem thằng Nga, ông cho rằng nó thế này nọ. Bây giờ thằng Israel nó thằng Palestine thì ông cho nó là tự vệ hợp lý. Mà có bỏ phiếu về nhân đạo nha, có nghĩa là bỏ phiếu về nhân đạo thôi thì bản thân thằng Mỹ nó không đồng ý mà nó vẫn bỏ phiếu chống mà. Thế nên là mình thấy được cái từ xưa nay cái mồm cái mõm nó nói cũng đúng là thiệt, cũng ai tin được. Cũng bảo sao ngày xưa cứ suốt ngày đi mang quân đi, cuối cùng sang Việt Nam và gặp ông Lê Đức Thọ với bà Nguyễn Thị Bình trả lời những cái câu và nó đi vào lịch sử, tắt đèn luôn à. Tắt đèn đấy. Nó đúng thế, bà Bình bà nó từng phát biểu một câu người Mỹ có thể lên mặt trăng và có thể quay trở về chứ qua Việt Nam là chưa chắc. Có những cái mà đúng là các cụ của mình phải công nhận là các cụ của mình là phải tuyệt vời, nó đúng thế. Kể cả góc độ ngoại giao trước đây và bây giờ cũng thế. Tùy vào cái thời kỳ thời chiến thì mình có cái phương hướng ngoại giao nó khác, vừa là tranh thủ trên bàn đàm phán, rồi tranh thủ ở trên chiến trường, vừa là tranh thủ cái sự giúp đỡ của các nước, kể cả là nhân dân của nước Mỹ đấy. Thế nhưng mà trong thời Bình này thì thấy rất là rõ ràng, ví dụ như là bác tổng bí thư của mình cũng vậy, rồi thủ tướng, rồi là chủ tịch nước chúng ta thấy không? Rồi là đi khắp nơi, đúng không? Về ngoại giao đấy. Hay như mới đây nhất mà chúng ta xem cái clip mà có cái câu trả lời, cái câu mà có để trong cái đối thoại mà khi bác Tổng Bí Thư mà đến thăm một cái cơ sở công giáo nào đó, thì em không rõ nhưng mà có nghĩa là đến chúc mừng ngày Noel đấy, thì bác có nói bác có nói cái câu mà em thấy rất là hay, đại ý là để phấn đấu mà trở thành những người công giáo tốt thì trước hết là phải trở thành một người công dân tốt đấy. Mình thấy rất là hay. Trong quy này là cái ngoại giao của mình không nói về đối ngoại đâu, mà kể cả đối nội cũng thế, mình cũng có những cái bước mà phải nói là tuyệt vời. Hay là mới đây nhất là cái ông mà người Ba Lan đấy, mà sang mà làm gọi là đại diện ở Việt Nam mình, ở tòa thánh ở Việt Nam mình ấy. Đấy thì mình thấy được là có những cái nó rất là hay. Có nghĩa là qua trao đổi là giáo hoàng, cái câu nói là phải nói là mình nghe mình mới thấy được là cái tầm lãnh đạo của mình nó như thế nào trong cái kể cả vấn đề đối nội và đối ngoại. Chứ đúng thật mẹ cho mấy cái thằng mẹ cha vơ chú báo mẹ suốt ngày nó kêu gào đấu tranh cho tự do dân chủ ấy, mà bảo mẹ cho nó làm lãnh đạo đất nước chắc mẹ trong vòng 24 giờ chắc nát luôn cả nước. Ngày xưa mẹ tuyên bố kinh lắm, đừng có nghe cộng sản nói hay nhìn những gì cộng sản nám đấy, phải nhìn đấy. Ngày xưa thì chửi khí thế gội đầu gội điếc các kiểu đó, bây giờ nó quay về hát ho các kiểu không quy nào nó rèn gì gội đầu. Anh Đơ Quang, anh giải thích cái vụ gội đầu giống như ngày hôm qua coi sao kỳ vậy, đủ bắt người ta gội đầu ha, ai gội đầu dữ vậy? Thì ai biết cái bài hát cái gì đó hãy gọi đầu đi, gọi đầu gì ôm cái đầu cây cú cuồng si, cái đầu cây cú cuồng si, thì cái đầu cây cú cuồng si cái đầu mấy ba que chứ nào, chỉ mấy ba que đó mấy cây cú nó cuồng si thôi, Chung công nhận không? Nó cây cú rồi, vấn đề đâu phải nó đu càng hay nó là nó lưu vong hay nó gì đó thì nó cây cú mà nó cuồng si là cuồng si gì. Bản nhạc đó từ nào giờ chưa bao giờ em nghe bản nhạc đó. Mới sáng tác hay sao đâu ra không biết. Bữa tức là vô tình anh lượn là anh thấy nó việc này đúng không? Rồi anh thấy cái đục quá, sao cái bài hát này nó cái lời nó nhảm mà rồi nó nhảm đã không nói rồi. Mà mẹ thêm cái con mụ đó mà dù sao nói gì đó cũng là một cái tượng đài đúng không? Mà chấp nhận đứng hát một cách đụng mới gọi là rất là say sưa, và sau khi mình nghe kỹ lại lời nó đụng mới cho mẹ lời này đụng mẹ là bà chửi mấy bà que chứ bà chửi ai đúng không? Mình nghe kỹ lại từ câu chữ câu lời ở trong cái bài hát đó nên mẹ sao mà hình không? Như là cái bài đó đâu có hát ở ngoài hải ngoại không đâu, chưa giờ nghe luôn thật sự đó. Chưa bao giờ nghe luôn á. Tự nhiên Việt Nam bà hát luôn, bà về bên đó bà bực quá bà hát bà chửi mấy thằng ngu si đần độn gì bên này ta. Thật ra cũng không biết là bà hát ở đâu, thật ra cũng không biết bà hát ở đâu, biết lại biết không? Anh cũng biết nữa, anh chỉ thấy là mày chở cái gì này, cái gì vậy? Mình thấy tức cười, thôi mà lời hát rồi lời lẽ bài hát nữa. Đầu tiên nghe nhảm nhảm nhưng mà mình suy nghĩ suy luận ra thấy nó cũng hay đó, thấy cũng có lý. Tài thì cái bài hát này như hát lâu rồi anh, hát ở bên Mỹ á. Mỹ hả? Chưa bao giờ. Nhưng mà em nghĩ là khả năng là hôm đó là cái bọn hình như là nó cái đám ba quê gội đầu của cái nó hình như là nó thuê bà về biểu diễn hay sao ấy, nó mới có cái bài đó chứ. Ghê. Để anh mở lại thử nha. Gội đầu đi. Từ biệt sinh ly, gội đầu bằng bão tố, gội đầu bằng nắng lửa, ôi cái đầu bể dâu. Gội đầu, tàu chua lè, gội cái đầu cay xè, gội xanh nhé, gội cho ngày sau, nhìn ra nhau. Gội cái đầu cho sạch, đầu sạch, rồi đi đâu, đầu sạch rồi về đâu. Đầu sạch rồi đi đâu, đầu sạch rồi về đâu. Nghe cái bản nhạc nó lãng nhưng mà nó nhảm. Lạ nha. Về Cali hả? Hay về đâu? Chắc gội đầu sạch để về Việt Nam. Cái hồi đó chạy mấy chục năm nó mồ hôi mồ kê nó ra, nó bắt đầu là rồi còn gội bằng nắng bằng lửa các kiểu, khả năng là nó cháy đen cháy thui cháy khét mù các kiểu, rồi mồ hôi mồ kê nó thấm vào, nó có khả năng là trên đường chạy nó ngã, nó đầu đầy máu, nó dính bê bết mấy chục năm rồi, tôi phải gội cho nó sẽ trước khi về Việt Nam nữa. Đu càng mà bỏ hết thì cái nồi mồ ngô bột ghê nhẹ nhại lên ta, cái đầu nó chua lè rồi cái đầu nó rồi thì mình nó chẳng hiểu được luôn nhiều cái. Không biết bây giờ mấy bà quen mà nó ngồi nó coi lại cái bài đó, hoặc là bà khách đi bà ngồi bà coi lại cái bài đó thì bà cái cảm giác làm sao? Có khi bọn nó này tung hôi, nó bảo đấy là nghệ thuật. Khai phóng hả Dung? Cái đó gọi là khai phóng hả? Khai phóng trong nghệ thuật hả? Nghệ thuật. Một cười nắm chung quy này là nếu mà ngồi mà nói chuyện về cái hội ba que xỏ ná này thì đúng là không có cái chuyện nào nó ra cái chuyện nào, nhưng mà khi mà mình lồng ghép mình sâu chuỗi này thấy nó có những cái mình buồn cười, nó thế nào đó vô bàn tới chừng bị cuốn á. Bị cuốn không biết ra được hài không hồi kết. Đến khổ lại hồn luôn á. Tưởng đâu sang Mỹ rực rỡ lắm, mẹ sang Mỹ thì ăn với nó hội đầu. Gội đầu đi, okay. Gội đầu. Em Thưa Quang với anh Việt Rai chia sẻ nhé. Em xin phép xuống live sớm xíu. Ok Trung.